vui mừng được gặp lại quý vị trong chương trình Giải Mã Tri Kỷ. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với công ty Sen Vàng thực hiện, được phát sóng vào lúc 19:15 thứ ba hàng tuần trên kênh Truyền hình Vĩnh Long 1. Như thường lệ, chương trình sẽ mang đến cho quý vị những cặp đôi ăn ý. Họ là những người bạn rất thân nhưng mà lâu lâu mới có dịp ngồi nói chuyện với nhau, và họ mượn chương trình Giải Mã Tri Kỷ để mà có thể gửi gắm tâm tình, nhắc nhở nhau những kỷ niệm trong sự nghiệp cũng như là trong cái đoạn đường mà họ đã đi chung với nhau. Và hôm nay khách mời đặc biệt của chương trình đó chính là ca sĩ Nguyên Vũ và siêu mẫu Nam Phong. Xin mời. Rồi giữ vậy. Sợ quá. Rồi đứng ghế trai đẹp em bị hồi hộp. Hai anh gửi lời chào đến quý vị khán giả đi nào. Hai, mình là Nam Phong, xin gửi lời chào đến quý vị khán giả lời chào thân thương nhất. Lời đầu tiên thì Nguyên Vũ xin phép được kính chào tất cả quý vị, kính chúc cho tất cả quý vị có một cuộc sống luôn luôn vui vẻ và luôn luôn hạnh phúc, và đặc biệt là Khả Như luôn luôn xinh đẹp như vậy nhé. Trời ơi, khéo quá rồi. Hứa hẹn hôm nay là chương trình ngập tiếng cười, tại vì khách mời đến biết lấy lòng MC. Nhưng mà Khả Như sẽ không bao giờ bỏ quên những câu hỏi hóc búa, những câu hỏi mà quý vị khán giả quan tâm nhất. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với phần xin chào. Ca sĩ Nguyên Vũ, một giọng ca rất quen thuộc và được đông đảo khán giả yêu mến. Từ thế hệ 8X, để đạt được những thành công hôm nay, anh đã trải qua bao thăng trầm, và song hành cùng anh qua quãng thời gian ấy là người bạn tri kỷ, người mẫu Nam Phong. Hãy cùng trò chuyện với họ ngay bây giờ. Cái cơ duyên nào mà hai anh em gặp nhau rồi là tri kỷ, nó cũng là cả một cái hành trình dài, đến nay là bao nhiêu năm ạ? Đến hôm nay thì có thể là nói là gần 4 năm rồi. Đi diễn chung rất nhiều lần mà không phải là chung sân khấu hay là chung chương trình đâu. Mà thí dụ như là Vũ đến điểm diễn giống như là quay game show như vậy nè. Khi tôi là gặp Nam Phong, Nam Phong cũng đi diễn cho một vài ca sĩ những cái chương trình thời trang. Xong đâu đó thì Vũ thấy là Nam Phong mặc đồ thì rất là đẹp, rất là phong cách, phong độ. Nên Vũ cũng lân la. Mà thêm cái là anh Vũ đang lúc đó đang kinh doanh quán bar nữa đúng không? Để kinh doanh quán bar thì trước đây thì Phong cũng có kinh doanh quán bar, nên thấy là cũng có làm việc chung, cũng nói chuyện. Rồi từ từ đó hai anh em mới quen nhau và ngày càng thân hơn. Nhưng mà cái ấn tượng của anh về anh Vũ là hiền hả? Trong cái suy nghĩ mình là thấy anh Vũ hiền. Nhưng sau một cái thời gian mà mình đi làm trong showbiz thì cũng nghe Phong qua nhiều người nói là anh Vũ là cũng không tốt, thế này thế kia thế nọ, đủ kiểu hết, thì mình cũng bắt đầu né nha. Nhưng mà sau khi chơi thì mình đã thấy là thì ra là không phải là vậy. Chia sẻ công việc và chia sẻ cuộc sống, chỉ cho mình những cái kinh nghiệm và thậm chí giúp mình nhiều thứ cho cuộc sống nó thoải mái hơn. Rồi cái từ đó ngày anh em mới càng thân nhau hơn, đến bây giờ là 4 năm mấy rồi đó. Anh tin vào cảm nhận của anh. Em tin là tại vì anh Vũ rất là tử tế với anh, và anh cũng cảm nhận được một cái sự mà gọi là cái năng lượng tốt, nên anh mới quyết định là thân tới giờ. Đúng vậy. Và cái điều gì chung mà cả hai người nghĩ là hai người cùng chung với nhau nên gọi là quyết định thân với nhau ạ? Điểm chung của hai người đó chính là chịu lắng nghe nhau. Nóng thì rất là nóng, có thể đùng đó, nhưng mà rất là chịu lắng nghe nhau. Rồi cái lúc đùng đó là hai người cùng nói à? Đó, hai người cùng nói cho đã. Đó, tại sao vậy? Nghe kịp không? Không nhìn nhau luôn á. Nhưng mà cái xong rồi nhìn nhau là không nhìn nhau luôn. Tại vì khi mình im rồi đó thì mình sẽ suy nghĩ là những cái điều tốt. Thành ra nó cũng sẽ cho qua những cái đó. Tại lúc đó ai cũng đang nóng mà. Phá điện thoại luôn rồi chừng tiếng sau là mở lại rồi. Có khi chặn Facebook nhau nữa. Không kịp, không nghe nó chặn để khỏi nói, khỏi nhức đầu. Nhưng mà sau đó thì lại nó giống như là hai người mà nó vượt qua cả cái tình yêu nữa đó. Nhiều khi mọi người không tin, không hiểu được là cái tri kỷ nó ra làm sao và hiểu nhau đến mức độ nào để có thể nhường nhịn nhau đến như vậy. Chỉ có trong tình yêu là không có nhường nhịn nha. Người yêu ai đó yêu nha. Đa phần là công việc của Phong với Vũ dính nhau nhiều thứ quá, nên có muốn giận cũng giận không được nữa. Tại vì mình giận hay làm gì không có biết, mình phải lo cho công việc của mình nó chỉnh chu trước. Và cả hai anh đều yêu công việc của mình. Vũ chơi với Nam Phong lâu đến mức độ như vậy á, thậm chí là có những cái mà mình phải nghe lời luôn á. Nhiều khi mình sẽ không nhìn được mình có một cái người mà thẳng tánh bên cạnh mình, dám nói thẳng, nói thật, dạp mình đó, nó mới rất là quan trọng. Nhiều lúc đó mình buồn thiệt, tại sao nó nhỏ hơn mình mà nó dám la lối mình, nó dám hiếp mình. Khi mình ngẫm lại điều đó là đúng và tốt cho mình,
thì mình thấy là đó là đúng là một bạn tri kỷ thật. Và cũng thưa quý vị, thì Nguyên Vũ cũng xin được bật mí bộ trang phục của Nguyên Vũ mặc ngày hôm nay, cũng như là bộ trang phục mà Phong đang mặc trên người, đó chính là do Nam Phong thiết kế ra. Wow, sướng quá, thiệt sướng luôn. Và rất nhiều bạn bè nói Nguyên Vũ là Nguyên Vũ sướng quá, tại sao có được một người bạn như vậy. Nhiều khi Vũ đi quay chương trình, thực sự là Vũ sợ ngại, mình nói ra thì bạn mình sẽ lo lắng thêm vì cái ngại đó mà thành cái làm phiền. Thí dụ như ngày mai đi quay, cái hôm nay cái mình im, cái bạn này ở đâu hay lắm, đọc được tin tức hay là biết tin tức ở đâu, hỏi cái bấm điện thoại, gọi điện thoại hỏi: "Ủa anh ngày mai quay chương trình đó hả?" Nó sao biết vậy? Sao không nói? Thế là ba chân bốn cẳng đi làm ngay một bộ đồ để sao ngày hôm sau có lên mặt. Đó. Tính ra là anh Vũ có một cái gia tài luôn á, một người bạn đẹp nè, đỡ tốn tiền stylist. Làm nghệ sĩ anh ơi, cái tiền stylist tốn lắm. Không, thật sự bực mí luôn, thiệt là đỡ tốn tiền đồ đỡ nhiều lắm. Đỡ lắm luôn, anh biết không, mỗi lần dự sự kiện như này tốn rất là nhiều tiền. Cuộc đời em ước gì em chỉ cưới được một người stylist thôi, em nói thiệt luôn. Nhưng mà sau khi mà em làm chương trình này, em mới nhận ra là tri kỷ là không có định nghĩa vậy đó. Tri kỷ là hiểu nhau, là cảm thông, là thương nhau. Nó trên cả tình yêu, giống như anh Vũ nói. Tại vì có nhiều thứ tình yêu không tha thứ được, nhưng mà tri kỷ có thể tha thứ được. Đúng, đúng. Tri kỷ là những người bạn hiểu nhau, biết nhường nhịn lẫn nhau. Có nhiều thứ mình cần phải hy sinh nữa. Mình muốn người ta tốt với mình thì mình phải tốt với người ta trước. Đối với Phong là như vậy. Em highlight cái chữ hy sinh ha. Tại vì anh nói ra được từ hy sinh thì em nghĩ là anh đã rất là trân trọng cái từ tri kỷ. Đúng rồi anh, phải hy sinh đúng không anh? Vậy thì bây giờ tới anh Vũ nè, cái điều kiện gì để giữ được cái tình tri kỷ? Đó là sự chân thật và cảm thông của nhau. Nguyễn Vũ nghĩ rằng là đối với một người bạn tri kỷ, nó là một cái sự tri ân lẫn nhau và để dành cho nhau thật nhiều kỷ niệm. Và giữa Vũ với Phong, dù cho bên ngoài có nói ra nó vô như thế nào đi chăng nữa, thì khi hai người đối diện với nhau và khi hai người làm việc với nhau đều hiểu rằng là đây là công việc và tốt cho cả hai. Vũ tin chắc rằng là trong cái cuộc sống này, nếu thiếu vắng đi một cái phần của một cái tình bạn, phải nói là tri kỷ đó, thì nó vô vị và nó tẻ nhạt. Chia sẻ nãy giờ là thấy hai người anh rất là hiểu nhau, trong đó có cả sự hy sinh nữa. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu họ qua phần thách thức. Xin mời. Em có 10 câu hỏi. Khi mà em đọc xong rồi anh ghi cái đáp án vô trong cái bảng và cùng nhơ lên. Chúng ta sẽ không gợi ý, để tự trắc nghiệm cho nhau. Đây là một bài trắc nghiệm nhỏ thôi, rất là dễ thương. Và trả lời được 7 trên 10 thì thắng, còn dưới 7 trên 10 thì thua. Thắng có quà, thua có phạt. Ồ, có phạt nữa hả? Ừ. Hình phạt của anh là phần thưởng của khán giả. Chắc đang chờ đợi bị phạt dữ lắm nè. Ok, 10 câu hỏi bắt đầu. Bài hát tạo nên tên tuổi của anh Nguyên Vũ. Nhiều quá giờ nhớ, sao nhớ, ta? Nhớ thì ghi, nhớ cái gì ghi. Kết quả là bài hát tôi không nhớ, tôi giận không đó. Nhớ nhưng mà tự nhiên cái bây giờ nó không nhiều bài bỏ qua câu này tiếp câu rồi sau. Bỏ qua tiếp tục, không biết ghi gì luôn. Phố kỷ niệm khúc dương cầm cho em. Yeah, đó bây giờ phố kỷ niệm khúc dương cầm cho em. Câu số 2 không sao đâu, bình tĩnh. Ai là người có ảnh hưởng nhất đến sự nghiệp của anh Nam Phong? Phong. Kết quả là không ai. Không ai là Phong. Tự Phong tuy là một tự mình. Anh giải thích thôi là sai rồi, kết quả sai rồi. Câu số 3, bí quyết trẻ mãi của anh Nguyên Vũ là gì? Kết quả lấy ra đi anh. Thôi đừng buồn, nhiều người đến đây rạn nhất. Yêu đời yêu người. Yêu đời yêu người. Cho tôi ngủ nhiều ác như vậy. Còn đây là ngủ nhiều. Trời ơi, trời, bí quyết trẻ của tôi là ngủ nhiều đó. Trời, bó tay rồi. Tại anh Vũ nó ông không có lớn, ông hút làm con nít để ông ngủ nhiều khỏi có nhức đầu. Câu tiếp theo. Tính đến thời điểm hiện nay, anh Nguyên Vũ đã đóng bao nhiêu tập phim truyền hình? Chết rồi. Tập đi bây giờ còn 156 tập đi. Anh đâu biết đâu, chuyện của gia đình. Hơn 150 tập phim đi. Tự anh muốn ghi gì anh ghi. Kết quả là hơn 200 tập, 150 tập phim, chênh lệch nhau có 50 số thì không sao cả. Câu tiếp theo, theo hai anh, để thu hút khán giả và trụ vững trong lòng công chúng, nghệ sĩ cần đạt những thứ gì? Và kết quả là đạo đức, yêu nghề, đam mê, làm việc hết mình
Vâng, đây là những yếu tố. Tuy nhiên hai anh không có sự trùng khớp. Ủa làm hết mình nó cũng giống như đam mê yêu nghề vậy. Anh Vũ, em lại giải thích lại với anh nữa sao? Dạ cô giáo. Bởi vì người ta nói học trò hư hay cãi cô lắm. Câu tiếp theo. Chiều cao và cân nặng của Nam Phong hiện nay ghi liền. Em đếm từ 1 tới 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kết quả 1m83, nặng 78, 1m81. Ủa, tả hai người hả? Ôi, hãy xem kìa. Kỳ vậy. Tình bạn tri kỷ của họ. 83 này là anh Vũ đi đúng, đo đúng thì 1m81. Dạ. Nhưng mà đi làm với đi thi thì người ta đo ra 1m83 không à. Dạ, đừng khóc. Không có gì sai hết trơn, nãy giờ chưa đúng con nào hết trơn á. Không có bởi gì vậy? Buồn hết. Thấy chưa gì đã để hình phạt nó nặng lắm rồi. Câu tiếp theo. Chương trình nào với vai trò MC mà anh Nguyên Vũ thích nhất từ trước đến giờ? Và kết quả là Hãy Nghe Tôi Hát. Wow, mình đã trúng rồi. Cảm ơn nha, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Câu tiếp theo. Khi nghe một chuyện xấu về người bạn của mình, việc đầu tiên mà hai anh sẽ làm là gì? Viết phản ứng ra của cả hai luôn. Nếu là anh Vũ anh sẽ làm gì, anh Phong sẽ làm gì? Kết quả là nói cho nhau nghe, hỏi sự việc, điện thoại hỏi và lắng nghe. Trời ơi, em cảm thấy cái này đúng. Điều gì ở anh Nguyên Vũ mà làm cho Nam Phong nể nhất? Kết quả là cố gắng trong công việc, yêu mẹ, có hiếu với mẹ. Wow. Ôi ơi. Nụ cười đánh đỡ trên môi. Câu cuối cùng, cố gắng nhé. Kể tên ba tật xấu đáng yêu của anh Nguyên Vũ, kể liền. Anh tự thấy mình đáng yêu chỗ nào, anh viết ra đi. Thường thì với cái câu này á, đa phần là sai. Là tại vì thường cái người đó họ hay tự ảo tưởng về bản thân mình á. Trong khi trong mắt người bạn mình thì không phải như vậy. Tuy nhiên thì em vẫn hy vọng là đáp án này là đúng. Xảy ra. Thích làm con nít, thích ngủ hay cáu gắt? Nghe người ta cái điểm đáng yêu của người ta nè. Khó chịu, ngủ nhiều. À, sai làm công việc. Đó, sai làm công việc nhiều. Sorry, xin nhưng lỗi. Mà những cái này là những điều đáng yêu á hả anh? Trời, cái gu anh ngộ ghê luôn á, thật sự luôn á. Khó phải. Chịu, ngủ nhiều, sai làm công việc. Tại vì sau khi sai làm công việc nhiều á thì mình cũng cần nhận khó chịu á, thì lại được tặng quà này quà kia và được sẽ được cái này kia. Wow, thật sự luôn á. Lâu rồi em mới thấy một cặp đôi tri kỷ mà trả lời với nhau nhiều như vậy luôn. Đúng được 3 trên 10 câu. Đúng nhiều như vậy luôn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với hình phạt của chương trình. Trong tay của em đang có một cái này thuộc về sở trường của anh Nguyên Vũ. Anh đọc, anh thấy quen thuộc, bắt đầu anh sẽ thổi. Thổi theo giai điệu bài hát. Tuy nhiên cái kèn này nó chỉ có một âm thôi. Nên có lỗi cỡ nào nó cũng sẽ ra như vậy. Và nếu như người bạn của anh không nghe được thì anh phải diễn tả bằng hình thể như thế nào để cho người bạn này đoán được bài hát. Trước mắt là anh thấy thua từ lúc này đến lúc kia anh nhìn thua rồi. Okay. Anh báo luôn là người này là không bao giờ thích âm nhạc, không bao giờ nghe nhạc. Chỉ có only thời trang thôi. Quá rồi, em thấy khổ quá rồi. Em cho phép là có nghĩa là anh nói là cái bài này ai hát cũng được luôn. Ờ vậy hả? Dạ, yeah, quá dễ rồi đúng không? Ok. Dạ, yeah, rồi anh qua đây, anh qua đây, anh qua đây. Rồi, ok, qua okay, đây phải không? Ok, rồi. Bắt đầu. Bài hát đầu tiên. Chết rồi. Ờ, Trái Tim Minh Lệ. Đúng Trái Tim thôi nhưng mà. Như Quỳnh. Người Tình Mùa Đông. Yeah! Trời ơi! Vậy mà nói người ta không biết, thấy chưa? Tiếp. Rồi ha. Trời, khó quá, khó quá. Anh, nhưng mà anh nói. Cái gì vậy? Phải coi gợi cái gì. Anh hỏi lẹ lẹ. Rồi, ta biết. Bài này Phương Thanh hát. Ờ, rồi, tiếp. Ok. Chống Quấn. Mới đánh có cái chống rồi là biết chống quá rồi. Vậy giỏi quá trời, thăm mong ơi. Trời ơi, em nói thiệt luôn á, anh coi thường á. Coi thường thiệt luôn á. Rồi, tiếp nè. Ai hát? Nhớ ai hát. Vài hôm. Hôm. Không biết, bỏ đi anh, bỏ đi. Tôi nói tôi đổ mồ hôi luôn. Thiệt luôn, em nói anh xỉu, đổ mồ hôi chứ đừng nói em. Tiếp. Tại vì nó khó quá, không biết cách nào luôn. Chắc là nó có một...
hai bạn trẻ rất nổi tiếng hát bài này. Thấy chưa? Không biết bài này luôn á. Bài sóng mấy gió. Mấy người mới không có biết đâu. Thôi tha. Ôi trời, cảm ơn nha, anh đổ hết mồ hôi rồi. Tội nghiệp quá. Cái bài này dễ chết quá. Mấy cũ thì biết nhiều hơn. Rồi, hai người đã hoàn thành xong cái phần hình vạ của chương trình. Chúng ta hãy cùng đến với góc soi mói. Hồi nãy khi nghe chia sẻ thì anh Nam Phong có nói là anh Vũ là hay quạo hả? Khó tính á. Khi vô công việc thì anh Vũ cũng sẽ tập trung vô công việc cao độ lắm. Nên khi mà mình ở ngoài có loạn trọn hay mình nói gì mà sơ suất cái là sẽ bị quầm liền. Rồi những lúc như vậy thì anh làm gì? Mình cũng khó chịu nhưng mà mình cũng phải nhường nhịn. Tức là mình phải hiểu cho xong công việc, có gì mình sẽ góp ý sau đó. Dạ, vậy có làm biếng không anh? Trong công việc thì rất là nghiêm túc, nhưng ở nhà thì cực kỳ làm biếng luôn. Ủa, được quyền mà. Mình đi làm nhiều ở nhà cái mình lười, mình nằm mình ngủ thật là nhiều. Em đâu có cầm len gì đâu mà anh. Ủa, tại tại anh em chỉ anh nhìn thấy thôi. Em cái nhìn không. Mình một cặp mắt rất em là ngưỡng ngạc mộ nhiên. Thôi em ngưỡng mộ đó là bí quyết. Tại sao anh Nguyên Vũ trẻ như vậy? Thả như biết không, thật ra thì đối với Vũ khi đi ra ngoài làm việc thì rất là hết mình, và khi về được đến nhà hay về đến cái căn phòng của mình á, mình nó giống như là một cái không gian riêng tư, mình tự nhốt mình vô trong cái phòng. Vũ có thể nói là cũng gần 30 năm ca hát rồi. Nó trải qua rất nhiều cái thăng trầm, những cái khổ cực, những cái hỉ nộ, ái ố. Những cái gì mà có thể các bạn trẻ nổi tiếng sau này chưa bao giờ có được, bây giờ nó đã khác đi rất là nhiều. Mọi thứ nó đều có sẵn so với những năm về trước. Thì Vũ là một trong những ca sĩ cái thời đó phải đi hát mà muốn gặp được khán giả ở xa thì mình phải đi đến tận nơi, mình phải đi trên những cái chuyến xe 50 chỗ ngồi đó, trên đó có chứa nào là dụng cụ âm thanh, ánh sáng, rồi cầm ăn đỡ cái ổ bánh mì, hoặc là tới nơi không có khách sạn. Mình chỉ tới nơi là mình chỉ có xin được khán giả vô cái chỗ của nhà dân, để trên cái đèn leo lét đó mình để mình tự make up và tự hát. Thì khi mà mình về mình đóng cửa phòng lại đó, thì mình sợ mất những cái ngày tháng đó lắm. Như có nhiều người cũng nói là những ca sĩ những cái thời điểm đó hết thời rồi. Nhưng mà cái giá trị của những cái ca sĩ mà hết thời đó bạn chưa chắc bạn có được. Trải qua cái cuộc sống để mà biết được là cái nghề của mình nó khó khăn, nó như thế nào. Nó là một cái kỷ niệm vô giá. Em đồng ý. Khi mà anh Vũ chia sẻ thì đúng là một con người mà họ đã có quá nhiều trải nghiệm như vậy, họ có quyền kỹ tính anh. Tại cái điều khó nhất là mình trải qua mà người ta không có dịp trải. Nhưng mà bớt khó lại. Vậy thì anh Phong, anh có cái tính gì xấu làm cho anh bực không? Chứ nãy giờ anh nói là anh xấu không đó. Đối với Vũ, Phong là một người đúng nghĩa cái chữ sự chi kỷ. Dạ. Vũ nợ Phong cái ân tình nó rất là nhiều. Có thể mình nghĩ rằng là mày làm sao bằng tao? Tao đi diễn bao nhiêu năm trời, cái gì tao cũng biết. Mày nhỏ hơn tao thì làm sao mày biết được chứ. Nhưng không, có những cái mà bây giờ thời đại nó đã khác rồi. Các bạn trẻ có những cái suy nghĩ khác rồi. Nhưng mà nếu mà mình cứ giữ cực khư cái sự cố chấp đó thì mình không bao giờ tiến bộ được. Em đồng ý. Hả? Nhưng mà lúc nói thì vẫn bị ghét nha. Bây giờ vậy thì anh Nam Phong phải chấp nhận cái chuyện mà chấp nhận cái sự nổi điên trước đi. Rồi sau đó sẽ nghe cái gu rồi, cái xì tai rồi. Chia sẻ rất nhiều nhiều về quan điểm sống, về tất cả mọi thứ. Tuy nhiên, vẫn còn những câu hỏi do khán giả đặt ra cho hai anh. Chúng ta hãy cùng đến với phần giao lưu với khán giả. Câu hỏi của khán giả dành cho hai anh. Ấn tượng đầu tiên đi hát của anh Nguyên Vũ và lần đi diễn thời trang của anh Nam Phong là gì? Hãy kể những ký ức vui của thời ấy. Kể anh trước ha. Hồi những cái ngày đầu mà Vũ đi hát á, Vũ còn nhớ là lúc đó không có micro xem phim micro không dây như bây giờ đâu. Micro dây dài vậy nè. Ở giữa sân khấu hay có cái đèn quay trái châu. Nguyên một cái sân khấu chỉ có cái đèn đó duy nhất thôi. Quay cho nó có màu sắc. Thì Vũ hát á, không có biết xử lý cái micro. Một hồi nữa cái dây, cái đèn nó quay, nó quấn cái dây micro, nó dây quấn, hồi nữa Nguyên Vũ cứ dây nè, hát xong rồi phải cúi xuống. Thế là cũng không biết bằng cách nào, chỉ có lanh lúc đó là cầm cái chui giật bực ra như vậy thôi. Là thế là vô bầu xô chửi quá trời chửi luôn. Chửi mà ngồi khóc hu hu luôn. Quý vị biết không, ngày Tết thì khán giả dưới quê họ thích mình. Mình thì hát ở trên sân khấu, mà khán giả cứ cầm những chùm xoài, xoài non, rồi xoài rồi cóc non. Ở nhà có cây, nhà lá vườn có cái gì là họ đem họ biểu cho mình. Nó hát mà nuốt nước bọt vô trong. Và không bao giờ quên được. Dễ thương á.
Thế còn anh Nam Phong? Chuyến lần đầu tiên hôm được đi lưu diễn giao lưu văn hóa Việt Pháp, mình lần đầu tiên đi nước ngoài nữa, thì qua tới đó cái anh mà nhà thiết kế thời trang á thì lại không đưa đồ cho người mẫu diễn ở đây, bỏ show luôn á. Bắt đầu mình phải ra đăng nỉ ảnh, xong người ta ở lại thì bên chương trình lại là bị hụt hẳn, không có người làm tóc, không nhảy cái làm tóc cho người mẫu luôn. Làm tóc đẹp lắm, tài hoa quá. Vậy nếu như mà quay trở lại những ngày đầu chọn nghệ thuật, hai anh có quyết định là chọn nghệ thuật là con đường của mình không? Anh vẫn chọn, đó là một cái điều đam mê rồi. Thế còn anh Nam Phong? Nam Phong vẫn chọn cái con đường là đi làm showbiz, nó cho mình mạnh mẽ hơn, cho mình là ý thức được là nó xung quanh mình không phải là ai cũng tốt, mình thấy được nhiều cái nó phải nó dùng từ là phũ phàng luôn, nhưng mà nó không phải là làm cho mình gục ngã mà nó làm cho mình mạnh thêm, và mình có thể làm được những chuyện lớn hơn qua những cái trải nghiệm đó. Em cảm ơn hai anh. Quý vị khán giả theo dõi, quý vị sẽ thấy là ở trong một cái tình bạn tri kỷ này, họ không có khen nhau quá nhiều, họ cũng không có nói với nhau những lời ngọt ngào, nhưng mà sao tự nhiên như ngồi như xem này, em lại cảm thấy một cái điều gì đó nó rất là dễ thương, nó rất là khăng khít và nó rất thật với nhau. Hôm nay nhân cái dịp tham gia chương trình Giải Mã Tri Kỷ, đó là giây phút chúng ta thật lòng với nhau nhất. Chúng ta hãy cùng đến với phần cảm ơn và xin lỗi. Nhưng chương trình Giải Mã Tri Kỷ thì anh có rất nhiều điều muốn nói với Phong. Nhưng mà có một điều mà anh nói đầu tiên, đó chính là anh cảm ơn em. Em đã hỗ trợ anh rất là nhiều, từ những bộ trang phục thật là đẹp trên sân khấu, từ những cái ý kiến, những cái đóng góp. Bên cạnh đó có cả sự hy sinh của em dành cho anh. Anh biết rằng là trong suốt thời gian anh em mình làm việc với nhau, quen biết nhau, có những cái hiểu lầm, những cái giận hờn, có lũ cả những cái chúng ta đôi khi không thể nào có chung một cái tiếng nói nào đó. Nhưng đối với anh, em vẫn là một người bạn tri kỷ cho đến giờ phút này. Và anh hy vọng là thời gian sắp tới, em vẫn là một người bạn tri kỷ cho đến khi trên mái đầu của anh nó có hai màu tóc. Và nếu như có những cái hiểu lầm gì đó, hoặc là có những cái điều gì mà anh đã làm cho em buồn, thì nhân chương trình Giải Mã Tri Kỷ này anh xin lỗi. Còn đối với em thì em có nhiều cái thì cũng không đúng với anh, mặc dù là em nhỏ tuổi hơn anh, nhưng mà cái đối với em là suy nghĩ là đúng, nên em cứ dựa theo cái đó mà em cứ nói. Nhiều khi có lúc lớn tiếng của anh, nhưng mà phải hiểu chung điều đó là điều muốn tốt chứ không phải là muốn xấu. Nhưng mà tại tính em thì nóng nên không có nói được chuyện giống như người ta, là kiểu là cái gì cũng phải nói ngọt, em không làm được cái điều đó. Tức là sai là phải nói sai. Thì nếu như em có nói những gì không đúng á, thì anh cũng đừng có buồn em. Tại vì anh phải hiểu điều là qua bao năm tháng anh cũng biết được là tính tình của em như thế nào rồi. Em cũng cảm ơn rất nhiều là cho em được những bài học tốt và giúp em những cái lúc mà khó khăn nhất. Những lúc mà em phải có một mình, không ai tin tưởng được, và cũng không có một người thân nào mà mở bên cạnh của mình. Đến ngày hôm nay em đã có được một cái vị trí nhất định trong cuộc sống, thì đó cũng là những cái tấm chân tình của anh dành cho em. Cảm ơn phần chia sẻ của hai anh rất nhiều. Và đây là món quà của chương trình Giải Mã Tri Kỷ gửi tặng cho hai anh. Cảm ơn chương trình. Dạ. Và quý vị thấy đó, một ca sĩ mà lộng lẫy trên sân khấu, và đây là những giây phút mà anh ấy thật lòng nhất. Cảm ơn anh Nam Phong, cảm ơn anh Nguyên Vũ rất nhiều. Khá như một lần nữa cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình Giải Mã Tri Kỷ. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với công ty Sen Vàng thực hiện, được phát sóng vào lúc 19:15 thứ ba hàng tuần trên kênh Truyền hình Vĩnh Long 1. Còn ngay bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Em hồn nhiên lắm chị, mà sau này em nghĩ lại là lần đầu tiên hẹn nhau đi chơi thì rủ em đi trượt băng chị. Đi trượt băng hả? À lấy bấu víu vào nhau à? Đúng rồi, bấu víu. Em có biết trượt băng là gì đâu. Thì đến với bạn này thì bạn biết trượt, thế là cứ bấu rồi cứ nắm tay cứ thế này dính với nhau thôi. Tự dưng cái là thành. Nhưng mà vậy là em bị dễ dụ quá rồi. Em thấy em đơn giản thật. Lần đầu tiên mình gặp nhau, mình đưa người bạn gái đi chơi, thường là các anh con trai hay là phải tỏ ra là mình thế này thế kia, mình phải
đẹp trong mắt bạn gái buổi hẹn đầu mà. Nhưng mà ngay buổi hẹn đầu em cho bạn ý nằm đường luôn. Em thấy rất là ân hận về cái việc đấy, nhưng mà mỗi lần nhắc lại thì nó cũng khá là vui.